Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau trò chuyện với lại ba nhân vật. Họ là những gương mặt mà quý vị đã rất là yêu mến và rất là quen thuộc với cái nhà truyền hình. Đầu tiên xin giới thiệu đến quý vị một người đàn ông sống nội tâm, đêm khóc thầm và hay làm thơ rất là hay. Trong mỗi bước đi của anh ấy đều là thơ cả. Xin được giới thiệu đạo diễn nội tâm Hoài Nhật Nam. Ngay khi anh ấy chào, anh ấy cũng đặt nhẹ lên trái tim của mình để cho biết rằng tâm nó nằm ở đây. Và chúng ta sẽ cùng chào đón người thứ hai. Thưa quý vị, đó là một cô gái rất là xinh đẹp, bóng hồng, chắc chắn là xinh đẹp nhất trong ngày hôm nay của chúng ta. Á hậu rapper Kiều Loan Lona. Và người thứ ba là một giọng hát mà quý vị đã rất là yêu mến theo năm tháng, cũng có thể nói là thời thanh xuân của chúng ta với nhiều ca khúc hit của anh ấy. Xin được giới thiệu là nam ca sĩ Khánh Phương. Thế thì trước hết xin mời mọi người chúng ta có thể chia sẻ một chút cảm nhận của mình khi mà đến với chương trình này. Tôi thấy đạo diễn Hoàng Nhật Nam bình thường anh nói nhiều lắm, nhưng mà đến chương trình này anh không nói gì cả, anh chỉ sờ sờ nhẹ vào trong trái tim của anh ấy, chắc vẫn còn đau anh hả? Vẫn còn đau anh hả? Lời đầu tiên thì xin cho phép Hoàng Nhật Nam được gửi lời chào thân thương đến quý khán giả, cũng như là rất là mến chào Khánh Phương cùng với Lona. Vâng, cảm ơn anh. Xin lỗi anh, ở đây còn có một người vẫn chưa có phải vô hình trước mắt mọi người. Anh chào chú rồi đúng không ạ? Chắc là mình phải là có bài thơ để tặng Nguyên Khang cho nó phải lễ. Bởi vì Nguyên Khang mở đầu thì rất là trách cứ tôi cũng như chương trình. Đón chào ông chủ Nguyên Khang. Dạ. Giỏi nghề nghệ thuật, đảm đang làm giàu. Tay này cầm mic lẹ mau. Wow. Tay kia mời khách đua nhau vào hàng. Người đâu cốt cách cao sang. Cảm ơn anh. Chả cá đem tặc, cả làng cùng vui. Không ngờ anh có thể ngồi ngay mà có thể xuất khẩu bài thơ. Anh ơi, em thấy là thơ của anh rất hay, nhưng mà em chưa tìm thấy được cái sự liên quan giữa cái cao sang cái chả cá với không. Có câu cuối sự nhắc nhở đó là một cái sự gài hàng thôi, bởi vì đó là Nguyên Khang là ông chủ mà, ông chủ của cái nhà hàng đó, và người đâu cốt cách cao sang, chả cá đem tặng, cả làng cùng vui. Nếu như mà các hạ đã làm thơ thì tài hạ cũng xin được đối đáp. Mùa này khách vắng tới lui, hàng em ế ẩm sao xui thế này, nên mới tiếp chuyện anh đây. Mong anh hãy bớt dừng ngay đòi quà. Mới vô một cái thôi là ảnh mời gọi là kiểu mời chả cá tất cả mọi người đó. Cho nên là thôi thì nhân đây cũng xin được cảm ơn anh đã tặng một cái bài thơ để nhắc nhở nhẹ. Bây giờ quay trở lại với câu chuyện thì có lẽ là ba người cũng biết là lý do tại sao mình có mặt ở đây, đại diện cho ba lĩnh vực khác nhau. Hình như trong phần chào đầu là có hai anh em mình đối thơ thôi. Dạ. Mà hai vị khách mời còn lại chưa có lời chào á Nguyên Khang ơi. À, em chưa có lời chào hả? Đúng rồi. Em sai. Rồi.